Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta lại giao lưu với vườn cảnh anh Mạnh Cường, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội trong cuốn video này. Hôm nay là ngày 27 tháng 5, 2021. Chào anh Mạnh Cường nhé. Vâng, chào chú ạ. Vâng, trên cái mâm xoay này anh Mạnh Cường có một tác phẩm tường vi. Muốn giao lưu với chúng ta luôn trong phút đầu tiên. Cháu xin giới thiệu đây là tác phẩm tường vi, là tác phẩm đầu tiên. Cây này thì là cháu khẳng định là có hoa rồi chú ạ. Vâng. Cây này nhà cháu là đã có hoa rồi. Tường vi này. Nên bây giờ là chưa ra hoa, khi chuẩn bị là bật lộc để ra hoa. Một tháng nữa là rực rỡ hết. Vâng, cây nhà tôi thì nó ra rất nhiều cái đọt này. Cây tường vi này thì cháu làm theo cái kiểu thế bạt phong này. Đó, thế là cây này nó được cả bệ. Cả tay cành và mới ra lộc thì cũng đã là như hoa rồi đây. Vâng, rất là đẹp. Lộc rất đỏ, lộc đẹp đẹp. Cái này nó được cái, nếu mà cháu định cho vào một cái chậu đẹp nữa nhưng mà cháu chưa tìm được. Cho cái chậu xi măng thì nó lại không hợp lắm. Cái này phải cho cái chậu. Và với cây tường vi này cũng là nhắn gửi với anh Dũng nhá. Anh Dũng đang yêu cầu Đỗ Sinh tìm cho một cây tường vi tầm nhỏ. Cao chú đang hoành thân ở chỗ này, cháu đo là 16 ạ. Ở vị trí nào? Vị trí này. Chỗ đấy, đấy là 16. 16 à? Rồi. Đấy, quanh cháu lồng qua cái chỗ này là 16. Cái cây này nó đang... Không, nó như là ổi mà. Đó, nó bong vỏ nó kệ bong nó. Vỏ này, không có nó lớn thì nó bong vỏ kệ nó. Chỗ này là 16 thầy ạ. Nó họ nhỏ ổi. Chiều cao của cái này là được 32 thầy. Vâng, chiều cao cây 32. Đấy, dài thẳng đến đây được 60, 58. Được rồi. Được 58. Cây này cây đi chơi rất đẹp. Và cái này anh báo giá bao nhiêu? Dạ, cháu báo giá cái này tác phẩm này là 3 triệu. Giá 3 triệu? Vâng. Quá là tuyệt vời. Cái này lúc có hoa thì nó rất là thích thầy. Báo cáo với thầy là con quay luôn cái thời điểm này ạ. Điểm này bây giờ bóc được cái này rồi thầy ạ. Không sao cả, không sao. Không đấy, con bóc đây ạ. Tường vi nó tường vi nó đắp. Vì cái chỗ này là con đánh bẻ. Tường vi nó đắp đầy nhanh lắm. Bóc đây. Được rồi, được rồi. Riêng tường vi thì nó lấp sẹo rất nhanh. Hay quá nhỉ. Giá 3 triệu. 3 triệu. Rồi. Làm một tí nâng lên được không? Vâng, con nâng được. Có đây, con mặc cái này là lực sĩ. Lực sĩ. Cái này đây. Đúng rồi, đúng kiểu, đúng kiểu, nhìn đây nhá. Chụp nhá. Rồi, xong rồi, anh đặt luôn xuống kia đi, chuyển cái khác đi. Vâng, kế tiếp là chúng ta đến với một cây lục vừng bonsai mini. Nhưng mà lại đặc biệt nhất là đấy, đang buông mấy cái sợi hoa này, hay quá. Đấy. Cây này năm nào cũng có hoa chú. Những cành này sau là nó sẽ bật hoa. Đấy, nhỏ nhưng có võ đấy. Nhiều anh to xác nhưng mà đến bao nhiêu năm chả thấy có bung hoa nào. Nhưng mà bé này thôi mà hoa như này tuyệt vời rồi. Cái này để bàn trà, báo cáo với chú là cái ngọn này là sao cho đánh cái này. Rồi. Để cháu nó oánh hẹt ra đây. Vừa chơi vừa làm tiếp. À, còn mỗi ngọn đấy nữa thôi. Cây này chả phải đo gì đâu, không cần đâu. Dòng cây mini thì không cần đâu. Anh bỏ thước ra anh bê lên phát. Đấy. Gốc được. Cây này già. Ờ hay nhỉ. Cây này rất là già. Cây này thả nước lâu năm rồi. Bây giờ nhấc này là nhấc cả bệ lên rồi. Nhấc cả bệ. Vâng. Quay bên kia đi. Quay người cái là được. Đây rồi. Đây phía bên này nha, các bác xem nó cũng thế thôi. Cũng đều đẹp cả. Đây, mặt trước. Đây rồi. Quay mặt. Với giá giao lưu là bao nhiêu? Cái này con giao lưu giá 2 triệu 2. 2 triệu 2. Vâng. Được rồi. À, tôi chụp kiểu ảnh cây tường vi, cây hoa lộc vừng đang buông sợi này. Xong, chuyển cây khác nhé. Vâng. Vâng, chia tay với anh Lộc Vừng Tí Hon. Chúng ta đến với chị Linh Sam. Chị Linh Sam hoa rực rỡ đẹp quá. Đây là dòng cây Linh Sam hoa tím, hoa trắng tím. Trắng tím. Vâng, trắng tím.
trắng pha tím. Vâng, khi nó ra nó nở nó trắng bóp đây. Khi bắt đầu nó những cái bông hoa mà nói lại thì nó lại là tím. Cây này rất là nhiều hoa. Đúng rồi. Đây. Gọi là trắng. Trắng phớt hồng. Mà gốc này đẹp chưa? Anh đo cái quàng báo cáo con đo cái thân của nó thôi. Lấy cái phần thân quàng thân này. Được chưa? 48. Đẹp quá. Còn cái vành xung quanh nó hay to lắm. 48. Thế thôi kéo chiều cao đến đây xong. Vâng. Chiều cao cây này là được 54 thôi. Vâng. Sải tán nữa. À, sải tán này. Sải tán là 90. Đẹp quá nhỉ. Vâng. Cây này nó già đấy. Cái nó rất là già. Bệ này đúng là chấm hết luôn. Vâng. Cái bệ đứng xa này nó già. Cây rất là côn nhé. Côn cây. Lùn lực côn. Này. Nói chung là cây này nói dòng cây quá là kỹ rồi. Cây đẹp quá kỹ rồi. Mặt này lúc này. Rồi, anh đi sang bên này đi. Sang đứng chỗ này. Vì chụp đằng này nó hơi ngược sáng. Ôi dồi ôi, đẹp quá, này rực rỡ. Chụp nhé. Rồi, bắt đầu chụp này. Thầy quay kỹ cho con cây này. Rồi, đẹp quá. Điện thoại. Điện thoại đâu rồi? Quá là già, quá đẹp. Cái này mà anh giao dịch giá bao nhiêu hả anh? Dạ, báo cáo với thầy là cây linh sam này con cũng rất là bị khách hàng bảo con là quay báo giá tiếp một cây này, con xin báo giá với giá 22 triệu. Vâng, giá 22 triệu. Vâng. Cái gốc đẹp quá đẹp. Vâng, gốc đẹp và cây này nó cũng côn cây. Cây này cho mang đi chơi rồi đấy, triển lãm rồi. Vì hôm nay tôi quay trời nắng to nên là nó hơi nó có cái tay bóng đổ của tay chi của lá xuống gốc. Chứ nếu mà trời mà sáng không có ánh nắng thì rất tuyệt vời. Đẹp thật đấy. Giá 22 triệu. Vâng. Được rồi. Tiếp cây nào đi anh ơi. Vâng, đây. Một cây lộc vừng nữa. Cây này là thả trong cái chậu nước nó như hòn đảo ở đây đây. Vâng. Đấy. Báo cáo với thầy là cây này thì cũng đã đây như hòn đảo luôn. Vâng. Thì vì con ngâm nước để cho ra hoa. Tất cả bệ nó mới được côn hết ngâm nước. Và cái này thì con còn chưa kiếm được rêu. Con kiếm được rêu đây đây một màu xanh tất thì nó mới đẹp được. Đây nó xanh như này. Rồi. Tôi còn xin đeo đo cái chiều cao và cái chiều dài tàn. Cây này chiều cao được 34. Rồi. Dài tàn cây này được 62. Cây độc vừng này nó cũng giống với cây độc vừng có hoa kia. Rồi. Nó dòng siêu hoa. Lá tròn. Cây này giao lưu giá nào anh? Cái này con xin giao lưu giá 2,5 triệu. 2,5 triệu à? Vâng. Rồi. Vâng, chúng ta chia tay với tác phẩm Lộc Vừng với giá báo là 2,500,000 đến với một cây ngâu. Đây là tác cây phẩm ngâu bonsai cũng hay đấy. Vâng. Cái này thì con xin phép đo được cái hoành chỗ này của nó. Chỗ này nó lại có cái củ củ. Đây nó có cái bìu. Ờ, hai phết. Mình cái này đúng là chỗ này được 17. Lên được 30. Và dài tàn được 44.
Và nó cây này cũng cũng chậu cũng lâu rồi, quá vâng, lâu cây rồi. này nó là cốt chậu nó nằm trên chậu này lâu rồi thầy. Cái này để cái là thời gian nữa cắt được tí dây nữa là Dây thì chắc tháo được cây rồi. này nó cứ mưa phun lên nó lại hòa nó phun thích. Và đây là tác phẩm ngô Bắc nhà mình thầy. Vâng, ngô này ngô ngoài Bắc ấy. Vâng, ngô ngoài Bắc. Ngô trong Nam thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà nó cái lá này nó khác một tí một chút. Ngô ngoài Bắc thì nó lại nhiều hoa hơn trong Nam. Cái này giao lưu giá bao nhiêu anh? Cái này giao lưu giá 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi, được. Anh bê lên cái này. Thể hiện sự là nhẹ nhàng thôi. Đấy, một người bê rất nhẹ nhàng. Chơi bàn trà quá đẹp rồi, 2 triệu rưỡi. Và chúng ta đến tiếp với cây mẫu đơn, một cây đơn đỏ đây, nhưng mà phải nói là cái gốc quá đẳng cấp nhỉ. Báo cáo thầy đây là cây đơn đỏ, cây này là đợt trước cháu có ông bạn ông nhượng lại cháu, nhưng mà ông ấy chăm nó kém lắm. Đơn này về nhà cháu trong mới chăm được một tháng đấy rồi. Bây giờ nó khỏe kinh. Cái này mà càng ngày cháu lá nó càng bua ra thì cây này nó rất đẹp. Cháu xin đo cái vân vanh bệ của nó xung quanh ấy. Được 64. Vanh bệ 64. Nó là một gốc đấy. Cái một này gốc là mà. Một gốc. Tôi đang quay xung quanh để xem đúng là một gốc thật. Một gốc. Chiều cao nó được 48 đấy. Nó nằm trên cái chậu này thả đất. Cái này là con phải cấy rêu xung quanh đây nữa, còn chưa làm được. Ai mua thì con sẽ cấy rêu xung quanh. Nói chung là gốc đơn này nó đẹp. Ồ, bên này cũng thế, cũng đẹp. Đều đẹp cả. Cái này là cái gốc đơn này đẹp. Hay nha. Yeah. Trời nó già cốc đế luôn. Cái này già già lắm. Anh báo giá giao lưu là cái này con báo giá giao lưu giá 5 triệu. 5 triệu. Rồi. Dòng cây đơn gần như là đơn cổ rồi đấy. Cây này cây mới đấy. Video vâng, chúng ta đến với cây Hồng Ngọc Mai này. Vâng. Hồng Ngọc Mai dáng trực huyền. Báo cáo với thầy là con cái cây mẫu ngoài này là dáng trực huyền mà nó có bị gốc rất là đẹp. To phết, bị thân bị gốc của nó xung quanh đây không phải bé đâu. Nó được 32. Đấy. Ừ, cái chùm rễ hay quá nhỉ? Chùm rễ. Cái này nó được cái bệ gốc nó đẹp. Rồi. Mà anh kiếm được cái chậu này nhìn nét thế nhỉ? Vâng, chậu tàu à? Cái này nó chậu tàu này. Ờ, nhìn nét nhỉ? Rồi. Quay quay xung quanh này. Rồi. Tùng cúc trúc mai. Vâng. Tứ quý. Trúc mai đấy. Đây là cúc này. Bây giờ nó ra một lớp hoa là bung lụa. Đúng rồi, đây là mai này. Đẹp ấy. Cái này có tùng cúc trúc không? 4 cơ mà. Vâng. 4 thì còn một bước là cái chữ à? Chữ à. Có thể một bước cuối cùng người ta không vẽ cây mà viết chữ. Báo cáo thầy này, con này con đo cái chiều dài tàn của cây này này. Dài tàn cây này được 60 đấy thầy. Vâng. Cũng rất là to đấy. Được, bê lên tí, bê lên cho nó tình cảm tí. Chủ yếu là tôi nói là để nó người ta cảm nhận là cây rất nhẹ nhàng và một người bê đơn giản như thế thôi. Được rồi. Rồi, cảm ơn anh. Và cây Hồng Ngọc Mai này anh báo giá là còn báo giá 2 triệu 2. 2 triệu 2. À, cũng là tác phẩm cuối cùng trong cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp cuốn sau. Số điện thoại của anh Mạnh Cường ở trên màn hình dưới dòng chữ Mạnh Cường ở phút đầu phút cuối để chúng ta giao dịch.